Đây nha, không biết mọi người có biết đây là cái cây gì không, nhưng mà Văn Hiệp thấy quả nó rất là lạ nha, không biết nó là cây gì. Đây này, thân rất to, cũng tương đối to tròn, nhưng mà cái quả nó nhẵn nhẵn nhũi này, không biết quả gì đây nhỉ. Có ai biết đây là quả gì không nhỉ? Mới đầu Văn Hiệp tưởng là quả bòng nhưng không phải đâu nhá, đây không phải quả bòng đâu. Không biết nó là cái quả gì mà đây này, rất sai nhưng mà rất tròn, to tròn, mỏng mượt, nhẵn mịn. Mọi người biết quả gì cho Văn Hiệp một nút bình luận bên dưới để xem là. Đây nha, cái lá của nó đây nhá. Cái lá của nó đây. Nhìn mới đầu cũng giống giống lá bòng nhưng không phải đâu nhá. Đấy. Đấy, đây này. Không biết là có ăn được không quả này hay là quả làm cảnh này. Đấy. Rất là độc lạ, với Văn Hiệp thì là chưa từng nhìn thấy cây nào như này. Đấy, với mọi người thì không biết là như thế nào, nhưng Văn Hiệp chưa thấy cây này bao giờ. Thấy lạ cho nên là quay lên đây để mọi người gọi là cho Văn Hiệp mở rộng tầm mắt cái nhá. Đấy, để cho Văn Hiệp biết nó là cái cây gì. Rất độc lạ.